Xin kính chào và mời quý khán giả điểm qua một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay thì Hà Giang mưa rất lớn, khiến lũ trên sông Lô dâng cao lên mức báo động khẩn cấp và vượt mức báo động 3. Do mưa lớn trên sông Lô xuất hiện lũ khẩn cấp, dự kiến 6 đến 7 giờ sáng ngày hôm nay thì lũ đã đạt đỉnh, vượt báo động 3 khoảng 150 cm, sau đó duy trì mức cao trên báo động 3. Cảnh báo các khu vực ven sông Lô tại thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên nơi bị ngập lụt. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, có nơi địa hình sườn đất dốc, ta luy trên các tuyến đường giao thông, các công trình xây dựng và ngập úng vùng trũng ven sông suối. Cũng do mưa lớn vào ngày hôm qua, đường lên sông Nho Quế, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã bị sạt lở. Nhiều người dân và du khách bị mắc kẹt, không thể di chuyển. Vào ngày hôm nay, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại sườn dốc ở 9 tỉnh. Cũng theo cơ quan khí tượng, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Quảng Ninh đã gần bão hòa trên 90% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong những giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc tại nhiều huyện. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng mưa với cường suất lớn trong một thời gian ngắn sẽ gây ngập úng tại các khu đô thị. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng trong vụ việc người phụ nữ tố đã bị gia đình nhà chồng thường xuyên đánh đập và giam giữ ở trong nhà. Bốn đối tượng gồm Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Hoài Diễm đã bị bắt tạm giam. Nguyễn Hồng Tâm và Nguyễn Hữu Tình cùng trú tại thành phố Phan Thiết đã bị cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi giữ người trái pháp luật. Theo nội dung vụ việc, vào cuối tháng 12 năm 2023, nạn nhân và chồng là Nguyễn Tự Tín đã ly hôn. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn ở lại gia đình để tiện chăm sóc ba con nhỏ. Từ tháng 3 năm 2024 cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2024, nạn nhân thường xuyên bị gia đình nhà chồng đánh đập gây thương tích do bị coi là mầm họa. Đến ngày 15 tháng 4 năm 2024, lợi dụng sơ hở, nạn nhân đã trốn thoát và đến công an phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết để trình báo toàn bộ sự việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Phú, Trần Văn Cảnh, Nguyễn Duy Hoàng và Trịnh Duy Tuấn cùng ở huyện Yên Định để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Do có mâu thuẫn cá nhân với nhau, trong giải quyết công việc, Phú đã nhờ Tuấn và Hoàng tìm người đánh dằn mặt một người phụ nữ sinh năm 1991 ở xã Yên Ninh, huyện Yên Định. Hai bên thỏa thuận sau khi xong việc thì Phú sẽ trả cho các đối tượng 50 triệu đồng. Sau đó Hoàng đã tìm gặp thêm Cảnh để rủ cùng tham gia. Khi phát hiện người phụ nữ trên đi làm bằng xe mô tô đi qua thì các đối tượng vượt lên và ép xe nạn nhân. Sau đó Hoàng đã xuống xe dùng gậy gỗ đánh vào tay, chân của nạn nhân liên tục, khiến nạn nhân bị thương tật 18%. Ngay từ chiều ngày hôm qua, sau khi các thí sinh đã hoàn thành các bài thi, ban làm phách sẽ làm phách và bàn giao bài thi cho ban chấm thi. Điểm thi được công bố chậm nhất vào ngày 2 tháng 7 tới. Theo lịch công tác tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội, ngay từ chiều ngày 9 tháng 6, ban làm phách sẽ làm phách và bàn giao bài thi cho ban chấm thi, thực hiện chấm thi từ ngày 10 đến ngày 23 tháng 6. Từ ngày 24 tháng 6, việc ghép điểm xét tuyển cho từng thí sinh sẽ được thực hiện. Chậm nhất ngày 2 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên cổng thông tin điện tử của Sở, cổng thông tin đầu cấp của thành phố Hà Nội và cổng thông tin điện tử của báo Hà Nội mới. Từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 7 là thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi của các thí sinh.